Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây, hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Theo The Epoch Times, ngày 15 tháng 11 vừa qua cho biết, vào khoảng 11 giờ ngày 14 tháng 11, một ngọn núi cao đã sụp đổ tại lâm trường quốc doanh Lộc Bình ở thị trấn Vĩnh Thắng, quận Kim Khẩu Hà, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Vào lúc 17 giờ ngày hôm đó, 19 người đã thiệt mạng. Theo các nguồn tin chính thức, lưng chừng núi bên dưới phần thân bị sập là công trường xây dựng của công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác mỏ kim khai nguyên ở quận Kim Khẩu Hà. Vụ sập đã vùi lấp một phần khu vực sản xuất, sinh hoạt và các phương tiện trên thềm mỏ. Đồng thời, lán làm việc đơn giản đã bị chôn vùi và hư hỏng. Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn tại chỗ đã kết thúc. Tính đến 17 giờ hôm đó, vụ sập đã khiến 19 người thiệt mạng. Chiều tối ngày 14 tháng 11, một người tham gia cứu nạn tại chỗ cho biết, trên địa bàn mấy ngày gần đây có mưa nhẹ nhưng lượng mưa không lớn. Vụ việc xảy ra tại một thung lũng trong khu khai thác phốt phát ở lâm trường quốc doanh Lộc Bình. Khu vực khai thác vẫn đang khai thác vào thời điểm đó, và các công nhân sống trong những ngôi nhà tạm bợ. Đất đá từ trên cao ập xuống, vùi lấp ngôi nhà tiền chế. Một người khác tham gia cứu nạn cho biết, tại khu vực khai thác lúc đó có 211 công nhân, trong đó có 7 người chạy thoát ra ngoài, 3 người bị thương nhẹ và 4 người bị thương nặng. 19 người thiệt mạng đều là công nhân mỏ, và một trong số họ là một phụ nữ làm đầu bếp. Anh ấy nói rằng nhiều thợ mỏ mà anh ấy mang xuống từ địa điểm núi sập không có dấu hiệu của sự sống. Những công nhân thiệt mạng có độ tuổi từ 30 đến 50, một số đến từ Lạc Sơn và một số đến từ Hán Nguyên. Gia đình của một số thợ mỏ đã đổ xô đến Lạc Sơn. Theo các phương tiện truyền thông chính thức, từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 13 tháng 11, phía đông và phía bắc của Lạc Sơn và Nghi Tân thuộc tỉnh Tứ Xuyên có mưa lớn và mưa to cục bộ. Tử Cống và Lô Châu có mưa vừa đến mưa to và mưa lớn cục bộ. Thành phố Nội Giang và Đại Châu có mưa vừa đến mưa to cục bộ. Có mưa rất to ở một số nơi phía đông Lương Sơn. Lượng mưa lớn nhất xảy ra ở làng Dương Liễu là 157,3mm, thị trấn Mộc Khê, huyện Như Xuyên, thành phố Lạc Sơn. Ngoài vụ sập núi ở Lạc Sơn, còn có nhiều vụ sập núi ở các mức độ khác nhau ở Tứ Xuyên. Vào khoảng 5 giờ ngày 24 tháng 11, tại làng Xin Mo, thị trấn GEC, huyện Mao, khu tự trị A Ba Tạng và Quy Hang, tỉnh Tứ Xuyên đã xảy ra một vụ sạt lở núi cao với khối lượng khoảng 8 triệu mét khối, khiến một dòng sông bị chặn dài 2 km. Làng Xin Mo bị cát sỏi, đất đá bao phủ hoàn toàn, khiến hơn 120 người thuộc 112 hộ dân làng Xin Mo bị vùi lấp. Theo các báo cáo chính thức, thảm họa đã khiến 10 người thiệt mạng và 73 người mất tích. Ngoài ra, vào khoảng 15 giờ ngày 25 tháng 11, một vụ lở núi khác đã xảy ra ở núi Tế Vĩ, một thị trấn mỏ sắt ở quận Vũ Long, thành phố Trùng Khánh. Theo các báo cáo chính thức, ít nhất 87 người đã bị chôn vùi trong vụ tai nạn. Truyền thông đã đặt câu hỏi rằng thảm họa có liên quan đến việc khai thác quặng tàn bạo. Thưa quý vị, dù chưa tới tháng 7 nhưng nhiều tỉnh, thành ở miền Nam Trung Quốc đã bắt đầu hứng chịu những trận mưa lớn và đứng trước nguy cơ ngập lụt. Trong đó, thành phố Quế Lâm ở Quảng Tây là nơi đầu tiên chứng kiến cảnh ngập úng cục bộ chỉ sau một đêm. Theo truyền thông Trung Quốc, vào sáng sớm ngày 25 tháng 11 theo giờ địa phương, Quế Lâm xuất hiện gió mạnh và sấm sét, sau đó có mưa lớn tại một số khu vực. Nhiều đoạn đường ở quận Lâm Quế như đường Nhân Dân, đường Kim Thủy, đường Kiến Thiết và đại lộ Tây Thành đã bị ngập ở các mức độ khác nhau. Một số người bị mắc kẹt trong xe, tình hình khi đó khá nguy hiểm. Cũng có những cư dân mạng cho biết bị mắc kẹt ngay trước cửa nhà. Khi mực nước sông Hồ ở một số thị trấn và xã thuộc quận Lâm Quế dâng cao, nước đổ về các ngôi làng ở vùng trũng thấp dẫn đến tình trạng ngập úng. Đoạn video trên Internet cho thấy, ô tô phải rẽ sóng như thuyền vượt biển nước trên một số đoạn đường trong trung tâm thành phố Quế Lâm. Trong trận lũ vừa qua, một em bé chào đời trên chiếc lốp cao su. Sau khi xe cứu thương chở mẹ em đến bệnh viện bị chặn bởi nước lũ, một sản phụ ở giai đoạn cuối thai kỳ cần được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Trấn Hùng, tỉnh Vân Nam. Nhưng cơn mưa lũ khiến xe cứu thương không thể di chuyển. Cảnh sát địa phương buộc phải đặt bà mẹ lên chiếc xuồng cao su, che chắn bằng tấm lót ni lông và ô, sau đó lội qua dòng nước đục ngầu dọc theo con đường chính của thị trấn. Thật may mắn, họ đã gặp được các nhân viên y tế và bác sĩ, và họ nói người phụ nữ đã chuyển dạ. Trong tình thế cấp bách, họ buộc phải hỗ trợ người phụ nữ sinh nở ngay trên dòng nước lũ. Trong video, 11 người đàn ông rất vất vả để đẩy chiếc xuồng tự chế và người phụ nữ trên dòng nước. Kết quả, cậu bé đã chào đời bình an và khỏe mạnh vào 5 giờ 30 phút chiều theo giờ địa phương trên chiếc lốp cao su có đường kính 1,5m. Em được đặt tên là Huy Heng, có nghĩa là em bé lũ lụt. Cả mẹ và em bé sau đó được chuyển ra xe cứu thương và đi đến bệnh viện. Hiện tại, sức khỏe của họ đều trong điều kiện tốt. Thật may mắn, có lẽ đây là ca sinh nở đặc biệt nhất trong mùa lũ ở Trung Quốc. Theo dự báo thời tiết cho thấy, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 11 sẽ có mưa vừa hoặc mưa to đến rất to cục bộ ở Quế Lâm. Theo truyền thông nước này,
từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 11, 12 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm Hà Nam, An Huy, Chiết Giang, Giang Tô, Hồ Bắc v.v. sẽ có mưa to đến rất to. Thời điểm mưa mạnh nhất là từ đêm ngày 25 đến ngày 21 tháng 11. Trong ngày 21 tháng 11, mưa lớn sẽ dồn xuống phía Nam, chủ yếu ở các vùng Giang Tô, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến và Quảng Tây. Thưa quý vị, mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc đã gây ra thảm họa thiên tai, khiến một số lượng lớn các cây cầu cổ và các tòa nhà cổ bị hư hại nghiêm trọng. Trong số đó, có cây cầu Cầu Vồng ở Thanh Hoa với lịch sử hơn 800 năm. Theo thống kê chính thức, tính đến ngày 17 tháng 11, Trung Quốc có hơn 130 di tích văn hóa đã bị hư hại. Sáng hôm ngày 19 tháng 11, các video và hình ảnh về cây cầu Thải Hồng hay còn gọi là Cầu Vồng 800 năm tuổi ở thị trấn Thanh Hoa, huyện Vụ Nguyên, Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây bị hư hại do lũ lụt đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng Internet. Sự việc khiến cư dân mạng không khỏi xót xa. Truyền thông Đại Lục dẫn lời một người công tác tại chính quyền thị trấn Thanh Hoa ở huyện Vụ Nguyên cho biết, hiện tại, trụ cầu về cơ bản vẫn được giữ nguyên, còn một phần của mặt cầu đã bị lũ cuốn trôi. Theo thông tin công khai, cầu Vồng Thanh Hoa nằm ở huyện Vụ Nguyên trước thuộc Huy Châu của thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây. Cây cầu được xây dựng vào thời Nam Tống và có lịch sử hơn 800 năm. Cây cầu dài 140m, thân cầu 105m, mặt cầu rộng hơn 3m, 4 trụ và 5 lỗ. Mặt trên là kiến trúc gỗ xây theo kiểu hành lang gồm 11 tòa mái đỉnh. Hành lang trong đỉnh có bàn đá và ghế đá. Đây là một cây cầu cổ thiết kế khoa học và hoàn chỉnh nhất được bảo tồn cho đến ngày nay. Nó được ca ngợi là một trong những cây cầu cổ có mái che đẹp nhất trong lịch sử Trung Quốc. Cây cầu này là di tích văn hóa trọng điểm của quốc gia. Trước đó, vào sáng ngày 17 tháng 11, cầu Trấn Hải, cây cầu đá cổ nhất thời nhà Minh ở thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, nằm trong trọng điểm di tích quốc gia đã bị lũ cuốn trôi. Vào ngày 11 tháng 11, cầu Lạc Thành, cây cầu cổ thời nhà Minh ở huyện Tinh Đức, Tiên Thành, tỉnh An Huy, là di tích văn hóa cấp tỉnh cũng bị hư hại nghiêm trọng sau khi nước lũ cuốn trôi phần lớn mặt cầu. Cầu Lạc Thành không chỉ là cây cầu đá cổ lớn nhất trong huyện, mà còn là cây cầu đá cổ lớn thứ hai ở miền Nam tỉnh An Huy. Nó được xây dựng từ thời gia Tĩnh của nhà Minh và có lịch sử hơn 400 năm. Vào ngày 17 tháng 11, trang web của Cục Quản lý Di sản Văn hóa của Trung Quốc đã thông báo rằng, theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến 111 giờ ngày 17 tháng 11, hơn 130 di tích văn hóa tại 11 tỉnh phía Nam đã bị thiệt hại do lũ lụt. Một số di tích văn hóa bị hư hại nghiêm trọng. Ngoài cầu Trấn Hải và cầu Lạc Thành đề cập ở trên, các di tích văn hóa cấp tỉnh ở khu tự trị Nga A, Tứ Xuyên như cầu vượt của người Mông Cổ, cầu Cáp Nhĩ và cầu A Tư Cửu đã bị lũ cuốn trôi. Điện Long Hồ, cung Ngũ Long ở núi Võ Đăng tỉnh Hồ Bắc, Đại viện Chu Gia, Thế Nhân Đường, Đại viện Long Sơn Lý Gia Cù Gia, đền Ngô Dương Chi cùng với các kiến trúc cổ khác ở Hồ Nam bị hư hại nghiêm trọng do lũ gây ra. Đập Tam Hiệp khởi công vào năm đó, khiến lượng lớn di tích cổ bị ngập và phá hủy. Có thể nói lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc năm nay rất nghiêm trọng. Ngoài những trận mưa lớn liên tục, các hồ chứa lớn dồn lực xả lũ. Điều này được cho là một trong những thủ phạm khiến lũ lụt càng trầm trọng hơn. Trong đó không thể không kể tới đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, vốn từ khi thi công đã là chủ đề gây tranh cãi về vấn đề lợi nhiều hơn hại hay hại nhiều hơn. Đập Tam Hiệp được xây dựng vào năm đó, một số lượng lớn các di tích cổ đã bị ngập lụt và phá hủy. Trong cuộc phỏng vấn với tiến sĩ người Hoa Vương Duy Lạc, một chuyên gia về môi trường sinh thái nổi tiếng sống ở Đức, đã đưa ra hàng loạt ví dụ các di tích bị thiệt hại như văn hóa Đại Khê, một nền văn hóa thuộc thời đại đồ đá mới tại khu vực Tam Hiệp, Bạch Hạc Lương, dãy đá tự nhiên nằm ở con sông bờ nam sông Dương Tử thuộc quận Phú Lăng, thành phố Trùng Khánh, Quỳ Thành Phong Đô, Trại Thạch Bảo, Miếu Trương Phi, đề từ nổi tiếng trong thời chiến tranh kháng Nhật ở hẻm núi Cù Đường, thành phố cổ Phụng Tiết, Thu Phong Đình, phố cổ Tỷ Quy, vân vân. Kính thưa quý vị, nhiều trận bão đã ập đến Hồ Nam kể từ tháng 4. Một số trạm quan trắc đã báo cáo lượng mưa ở mức lịch sử, khoảng 1,8 triệu người đã bị ảnh hưởng ở các tỉnh miền núi, nông thôn, trong khi hơn 2.700 ngôi nhà bị hư hại hoặc sập hoàn toàn. Kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã cho biết vào cuối ngày thứ Tư ngày 28 tháng 11, lượng mưa ở tỉnh Hồ Nam năm nay đã tăng hơn 20% so với mức trung bình kể từ khi bước vào mùa lũ, đặc biệt kể từ ngày 28 tháng 11 cao gấp đôi so với những năm trước. Tính đến ngày 28 tháng 11, thiệt hại kinh tế trực tiếp tại tỉnh Hồ Nam đã lên tới hơn 4 tỷ NDT, tương đương 1.100 triệu đô la. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về nhiều trận mưa như chút nước sẽ xảy ra ở Quảng Tây và các tỉnh lân cận như Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Vân Nam. Theo Tân Hoa Xã, Trùng Khánh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé.
Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới. Nền quốc phòng an ninh của nước ta dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc đã có những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt chiều dài lịch sử, nền quốc phòng an ninh đã thực hiện nhiệm vụ cách mạng to lớn cho dân tộc, đã thắng lợi trong công cuộc đánh đuổi quân xâm lược, góp phần giữ vững nền an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nền quốc phòng an ninh có vai trò to lớn trong việc giữ vững ổn định nền chính trị, phòng chống các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Việt Nam chúng ta trong những năm qua, cùng với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, cũng đã bước đầu có những nghiên cứu về các loại vũ khí và đạt được những thành công đáng kể. Chúng ta đã có thể tự phát triển và sản xuất hàng loạt súng bộ binh mới, cải tiến một số trang thiết bị hạng nặng như là xe tăng, pháo và tàu chiến. Nổi bật trong đó chính là nghiên cứu thành công tên lửa đạn đạo Scud. Vậy thì thực hư chuyện này là như thế nào? Sức mạnh của tên lửa Việt Nam sản xuất đã đến mức nào nhỉ? Xin mời các bạn khán giả hãy cùng Tin Mới tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Hiện nay, cùng với kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, ngoại giao, sức mạnh quân sự ngoài việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ còn là một tiêu chí quan trọng xác lập vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Một số nước lớn phát triển sức mạnh quân sự, nhất là vũ khí hạt nhân, tạo ưu thế tuyệt đối nhằm bảo vệ vị thế siêu cường, tranh giành lợi ích chiến lược gian đe đánh đòn phủ đầu, sẵn sàng sử dụng sức mạnh khuất phục chiếm đoạt lãnh thổ, tài nguyên nước khác phải tuân theo sự dẫn dắt, áp đặt của mình. Sự phát triển của khoa học công nghệ đã thúc đẩy các cường quốc Mỹ, Nga, Pháp chế tạo những tên lửa đạn đạo mạnh với tầm bắn xa, khả năng phá hủy trên quy mô lớn, độ chính xác cao và những cải tiến hiện đại. Đầu tiên phải kể đến tên lửa đạn đạo xuyên lục địa LGM-30 Minuteman III là một phần trong lực lượng phòng thủ chiến lược của Mỹ. Loại vũ khí này có khả năng phản ứng nhanh, độ chính xác cao và khả năng nhắm bắn mục tiêu ở khoảng cách xa. Tên lửa Minuteman có tầm bắn gần 10.000 km và tốc độ xấp xỉ khoảng 24.000 km/h. Ngoài ra còn có những vũ khí có sức mạnh khủng khiếp khác, phải kể đến như M51 là một tên lửa đạn đạo được triển khai từ tàu ngầm của Pháp R-29 RMU 2.1 Laser, là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Nga, được phát triển từ phiên bản R-29 RMU 2 Cinevra trước đó. Cuối cùng là RS-24 Ya là một tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga, thuộc những hàng tên lửa mạnh nhất thế giới. Loại vũ khí này có tầm bắn 12.000 km và được thiết kế để tấn công các mục tiêu một cách chính xác, cũng như khó có thể bị theo dấu hay đánh chặn. Nếu những tên lửa này mà bắn vào đất nước hình chữ S thì thật khủng khiếp phải không các bạn? Trong lúc các cường quốc ra sức phô trương sức mạnh quân sự, thì các bạn khán giả thắc mắc rằng Đảng và Nhà nước ta đã có những đường lối bước phát triển như thế nào với quân sự để thể hiện uy thế bảo vệ chủ quyền đất nước. Mới nhất, Việt Nam lần đầu công khai tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á. Nếu bạn là người đam mê về vũ khí, thì chắc hẳn các bạn sẽ không còn xa lạ gì với loại tên lửa đặc biệt này đúng không ạ? Tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, lần đầu tiên hệ thống tên lửa đạn đạo của Việt Nam đã được công khai ra mắt công chúng. Dù được phát triển từ cuối những năm 70, tuy nhiên Scud vẫn là một trong những mẫu tên lửa đạn đạo chiến thuật phổ biến nhất thế giới hiện nay, nhất là vai trò này đặc biệt của nó trong binh chủng pháo binh Việt Nam. Hiện tại, toàn bộ số tên lửa Scud của Việt Nam đều thuộc sự quản lý của Lữ đoàn 490, binh chủng pháo binh. Tên lửa đạn đạo Scud nằm trong biên chế của Việt Nam là loại Scout B, mang tên mã R-17 do Liên Xô sản xuất. Đây là phiên bản được sử dụng để xuất khẩu là chủ yếu, và theo ước tính có tổng cộng 7.000 tổ hợp Scud loại này từng được chế tạo. Tính đến thời điểm hiện tại, có tổng cộng 32 nước trên thế giới đang sử dụng loại tên lửa Scud B, trong đó có cả Việt Nam. Ngoài ra còn có 4 nước khác trên thế giới hiện vẫn đang nắm giữ công nghệ sản xuất loại tên lửa này, được chuyển giao từ thời Liên Xô. Tên lửa Scud B lần đầu được phóng vào năm 1961 và được đưa vào biên chế sử dụng từ năm 1964 tới nay. Kể từ đó tới nay, dù đã trải qua hơn nửa thế kỷ nhưng Scud B vẫn là thứ vũ khí đáng gờm ở nhiều quốc gia, là phiên bản cải tiến của R-11 Scud AR-17, có khả năng mang được các loại đầu đạn bao gồm cả đầu đạn hạt nhân, đầu đạn hóa học, đầu đạn thường và đầu đạn nổ mảnh. Ban đầu, các tên lửa Scud B được đặt trên xe kéo bánh xích loại 2P19 giống với phiên bản Scud A.
Tuy nhiên, sau đó phiên bản xe bánh lốp loại Mark 543 đã được thay thế để có hiệu năng cơ động tốt hơn so với phiên bản bánh xích. Tên lửa Scud B dài 11,25m và có đường kính 0,88m. Loại tên lửa này có thể cho tầm bắn tối đa lên tới 300km. Tốc độ tối đa của Scud B có thể đạt lên tới là Mach 5, tương đương với khoảng 1,7km/giây. Do có tốc độ quá cao, độ chính xác của tên lửa Scud B chỉ đạt ở mức trung bình, trừ phiên bản hiện đại nhất là Scud D, sử dụng dẫn đường với thiết bị dẫn hướng đầu cuối DS-Mark. Tất cả các phiên bản còn lại của Scud đều chỉ sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính nên có độ chính xác không cao. Phiên bản Scud B của Việt Nam có độ lệch mục tiêu tối đa 450m trong điều kiện thử nghiệm. Tuy nhiên, với khả năng mang theo đầu đạn nhiệt hạch có sức nổ từ 5 cho tới 80 kiloton, độ lệch mục tiêu khoảng 400m là hoàn toàn không có nghĩa lý gì do sức nổ của đầu đạn cỡ này là quá lớn. Theo thông tin được tìm thấy trong báo cáo số lượng tên lửa đạn đạo khắp thế giới được công bố vào ngày 27 tháng 6 năm 2015, thì Việt Nam hiện có 24 tổ hợp tên lửa loại này, kèm theo đó là một lượng lớn tên lửa dự trữ do Liên Xô chuyển giao cho ta. Trên cơ sở phóng sự của truyền hình quốc phòng Việt Nam về dự án phát triển tên lửa Made in Việt Nam, trang tin quân sự tiếng Nga Towa.ru vừa có bài bình luận về những bước tiến mới của công nghiệp quốc phòng nước ta và đánh giá việc Việt Nam chế tạo thành công nhiều loại tên lửa bằng nguồn lực trong nước để sớm gia nhập câu lạc bộ tên lửa thế giới. Theo đó, bất kỳ quốc gia nào tiềm lực tài chính đủ mạnh và ít bị tác động bởi các yếu tố chính trị thì đều có thể dễ dàng mua sắm một số loại tên lửa có sẵn trên thị trường thế giới, từ tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không, tên lửa diệt hạm, thậm chí cho tới cả tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, để sở hữu công nghệ chế tạo và sản xuất ra tên lửa lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Không phải cứ quốc gia lắm của nhiều tiền nào cũng có thể nắm được. Hiện nay, bí quyết công nghệ chế tạo tên lửa đỉnh cao chỉ có một số quốc gia sở hữu được mà thôi. Có thể kể đến như Nga, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và một số quốc gia phát triển khác. Tuy nhiên, những công nghệ hàng đầu như vậy thường sẽ được quốc gia sở tại giữ bí mật tuyệt đối, rất hiếm khi chia sẻ, trừ khi có những thỏa thuận đặc biệt. Nhưng thật ngạc nhiên, Việt Nam đang có những bước tiến thần kỳ để rút ngắn khoảng cách với các cường quốc bằng chính nội lực của mình. Theo đó, một nhóm các nhà khoa học thuộc Học viện Kỹ thuật Quân sự, Viện Khoa học và Công nghệ thuộc Hiệp hội Vũ trụ Việt Nam cùng với Trung tâm Vệ tinh Quốc gia đã bắt tay vào nghiên cứu dự án VT-TLD-14-15. Mục đích của dự án là phát triển tên lửa đẩy Made in Việt Nam. Hiện giai đoạn phóng thử đã được tiến hành với mẫu tên lửa 3 tầng mang tên TV-01. Độ cao phóng thử đạt tới 4.000m và sẽ còn tiến cao hơn nữa. Tham vọng của dự án là thiết kế và chế tạo thành công một dòng tên lửa đẩy để phóng vệ tinh cỡ nhỏ vào quỹ đạo địa tĩnh của trái đất phục vụ mục đích thông tin liên lạc. Tuy nhiên, giống như bất kỳ quốc gia nào khác, việc ứng dụng thành công tên lửa trong lĩnh vực dân sự có thể ứng dụng sang lĩnh vực quân sự và ngược lại, Việt Nam cũng vậy. Topwa.ru chỉ rõ, vừa qua, truyền hình quốc phòng Việt Nam đã giới thiệu hình ảnh ghi lại quá trình phóng thử nghiệm một tên lửa đẩy mà dường như được thiết kế cho nhiệm vụ chiến đấu. Phiên bản tên lửa được mang tên là TV-02. Điều đó cho phép chúng ta có thể nói Việt Nam đang trên đà gia nhập câu lạc bộ tên lửa, nơi hội tụ các quốc gia tự chế tạo được vũ khí tên lửa. Công nghệ vũ trụ là một lĩnh vực hoàn toàn mới ở Việt Nam. Tuy vậy, với sự quyết tâm của các nhà khoa học tới từ nhiều đơn vị cả trong và ngoài quân đội, chúng ta đã có những thành tựu bước đầu đáng khích lệ. Trong tương lai sẽ có thêm nhiều mẫu tên lửa Made in Việt Nam hiện đại được sử dụng trên thực tế, trên cơ sở những tên lửa mẫu thử nghiệm như hiện tại. Tất nhiên, để đến được lúc đó cần phải có thêm thời gian, mọi thứ phải có cơ sở vững chắc, không thể đốt cháy giai đoạn. Cùng với làn sóng đầu tư nước ngoài tăng mạnh, vào đầu năm Mitsubishi là một trong những tập đoàn công nghiệp nặng hàng đầu thế giới về sản xuất thiết bị, máy móc tổng hợp. Với những sản phẩm và dịch vụ có độ uy tín cao, đến nay họ đã cung ứng khoảng 500 mặt hàng ra thị trường trên nhiều lĩnh vực đa dạng, từ hệ thống phát điện, điện hạt nhân, năng lượng tái tạo cho đến máy bay, tên lửa vũ trụ, hàng hải. Hiện Mitsubishi đang có hai cơ sở tại Việt Nam, đó là công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyên lắp ráp, vận hành thiết bị phát điện và công ty tại Hà Nội. Với ngành nghề chính là lắp ráp linh kiện cho máy bay tư nhân, cách đây 5 năm Mitsubishi đã phối hợp với Đại học Bách khoa và Đại học Điện lực để xây dựng và mở các khóa đào tạo liên quan đến điện hạt nhân và công nghệ hàng không. Tập đoàn tỏ mong muốn trong tương lai gần, Việt Nam sẽ trở thành đối tác tiềm năng trong ứng dụng vệ tinh và phát triển ngành công nghiệp hàng không vũ trụ. Ngoài lĩnh vực thương mại, Mitsubishi còn được biết đến với vai trò là nhà cung cấp vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự hàng đầu cho lực lượng phòng vệ Nhật Bản.
Có thể kể ra đây vài sản phẩm như máy bay chiến đấu F-2, tàu khu trục Aegis Kongo, Atago hay tên lửa đánh chặn, với việc tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi đang tập trung nguồn lực để đầu tư sang các nước Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là một trọng điểm. Chúng ta cần nhanh chóng tận dụng cơ hội để nắm bắt những công nghệ tiên tiến của bạn. Nếu thành công, Việt Nam sẽ có được lợi ích vô cùng to lớn, trước mắt là để phục vụ cho nền kinh tế quốc dân, trong khi xa hơn nữa là đặt nền móng chuẩn bị cho một ngành công nghiệp quốc phòng hiện đại ở tương lai. Các bạn thân mến, qua video ngày hôm nay các bạn cũng có thể nhận thấy tên lửa đạn đạo là một loại vũ khí rất đáng được chú ý tại nước ta. Trong những năm tới, với sự phát triển mạnh về kinh tế cùng với sự đầu tư từ các nước lớn trên thế giới, nước ta đang có rất nhiều cơ hội để có thể tiếp nhận những công nghệ về tên lửa. Cùng với đó, nước ta cũng luôn chủ động tự mình nghiên cứu để có thể dần bắt kịp với các cường quốc lớn. Nhiều vũ khí, khí tài quân sự Việt Nam hướng đến xuất khẩu. Tuy nhiên, với việc là quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á sở hữu tên lửa đạn đạo Scud, cho phép Việt Nam củng cố uy thế dẫn đầu khu vực với sức mạnh quân sự, đặc biệt là khả năng triển khai tấn công tầm xa phủ đầu. Có thể nói tên lửa Scud vẫn là thứ vũ khí rất lợi hại trong tay quân đội Việt Nam các bạn nhé. Như chúng ta đều biết, Việt Nam chúng ta có một anh bạn hàng xóm là cường quốc lớn mạnh, đứng top đầu thế giới, vượt trội hơn nước ta trên tất cả mặt trận, từ diện tích, dân số, kinh tế cho đến sức mạnh và tiềm lực quân sự. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc dưới những âm mưu bành trướng, bá chủ toàn cầu thì Trung Quốc có thể dễ dàng thâu tóm được tất cả những nước yếu thế hơn, kể cả là một đất nước nhỏ bé như Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên, Trung Quốc không dám làm điều đó với Việt Nam, mà thay vào đó chỉ là những chiêu trò khiêu khích để xem động thái của chúng ta như thế nào mà thôi các bạn ạ. Vậy thì tại sao Trung Quốc lại e sợ và không dám tấn công Việt Nam các bạn nhỉ? Để làm rõ điều này thì xin mời các bạn hãy cùng với Tin Mới tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Trước hết, chúng ta sẽ nhắc lại sức mạnh lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của đất nước ta, khiến cho Trung Quốc phải khiếp sợ các bạn nhé! Các bạn biết đấy, lịch sử Việt Nam được tích lũy từ 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, mà trong đó Trung Quốc là nước đã song hành và góp công tô điểm cho sự huy hoàng anh liệt đó bằng 1.000 năm chúng đô hộ đất nước ta, một thiên nhiên kỷ dài đằng đẵng, biết bao kiếp người sinh ra rồi phải mất đi vì chịu sự kìm kẹp khắc nghiệt khổ sai ác độc của chính quyền Nam Hán. Thế nhưng nhân dân ta vẫn tuyệt đối không bị khuất phục mà đánh bại, giữ gìn được truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc của riêng mình. Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ chiến thắng Bạch Đằng oanh liệt năm 938 giống như một lưỡi dao sắc bén đã cắt đứt hoàn toàn hy vọng của giặc Hán về âm mưu thôn tính đồng hóa dân tộc ta. Chưa kể đến cả vó ngựa Mông Cổ cứ tung hoành ngang dọc khắp Á, sang Âu, bách chiến bách thắng, vó ngựa đi tới đâu là cỏ cây và con người bị tiêu diệt tới đó. Vậy mà ba lần đoàn quân khổng lồ ấy xâm lược Đại Việt thì cả ba lần chúng đều đại bại. Còn cả quân Tống, quân Minh, quân Thanh, chẳng một đạo quân nào của Trung Quốc sang xâm lược Việt Nam mà có thể toàn thân trở về từ thời cổ đại, trung đại và cho tới hiện đại. Không một giây phút nào Trung Quốc ngừng tham vọng chiếm đoạt Việt Nam, thế nhưng cũng chưa một giây phút nào chúng thành công dù chỉ là trong tưởng tượng. Hết giặc phương Bắc, chúng lại tiếp tục chiến đấu với phương Tây và Điện Biên Phủ đã trở thành mồ chôn giặc Pháp vào năm 1945. Còn đối với người Mỹ cho tới bây giờ, dù chiến tranh đã lùi xa hơn 3 thập niên, thế nhưng nhiều sĩ quan Mỹ vẫn còn sợ hãi và bị ám ảnh. Họ vẫn luôn đặt câu hỏi tại sao Việt Nam là một đất nước bé nhỏ mà lại có thể có sức mạnh đấu tranh kinh khủng như vậy. Vậy thì chắc họ chưa biết là dân tộc Việt Nam luôn khao khát được tự do và độc lập. Người Việt Nam luôn có một lòng yêu nước nồng nàn, vậy thì chẳng có lý do gì mà lại không chiến đấu hết mình vì đất nước đúng không nào? Bởi vậy, Trung Quốc đã nhận quá nhiều bài học từ những thất bại thảm hại từ những cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam đến như vậy, thì chẳng lẽ Trung Quốc còn chưa tỉnh ngộ hay sao? Tiếp theo, nếu nói đến Trung Quốc e sợ Việt Nam thì chắc hẳn là do những vũ khí hiện đại bậc nhất mà Việt Nam đã công bố gần đây. Trong số những món vũ khí quân sự Việt Nam đang sở hữu, có thể nói tàu ngầm lớp Kilo thuộc loại nguy hiểm bậc nhất và nhiều quốc gia thế giới cũng đang công nhận điều đó. Tàu ngầm lớp Kilo nằm trong danh sách tàu ngầm được xuất khẩu nhiều nhất trên thế giới. Kilo thuộc lớp tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ điện diesel, có nhiệm vụ tác chiến chống hạm và chống ngầm.
Đây là tàu ngầm thuộc loại tiên tiến nhất thế giới, có chiều dài gần 74m, rộng 10m, lượng dạn nước 3.100 tấn, tốc độ 20 hải lý trên giờ, tương đương với 37 km trên giờ, có thể lặn sâu tối đa 300m và hoạt động độc lập 45 ngày đêm với thủy thủ đoàn 52 người. Song vũ khí uy lực nhất trên tàu ngầm Kilo là tổ hợp tên lửa hành trình đa năng Clark. Tổ hợp này có ít nhất 5 mẫu tên lửa khác nhau, giúp chỉ huy tàu ngầm lựa chọn linh hoạt vũ khí trong tác chiến. Ngoài ra, tàu ngầm lớp Kilo còn vận hành tốt cho vùng Biển Đông, có khả năng di chuyển ở gần khu vực đáy biển hơn các loại tàu ngầm tấn công khác. Nhờ công nghệ hiện đại làm giảm đáng kể độ ồn cho lớp Kilo, tàu ngầm có khả năng tàng hình trước các thiết bị định vị thủy âm sonar hiện đại, ẩn mình tốt hơn trong lòng biển để tiếp cận đội tàu nổi của địch và tấn công trước khi bị địch phát hiện. Tàu ngầm lớp Kilo đã được Hải quân Mỹ mệnh danh là hố đen trong lòng đại dương. Trong số những món vũ khí mạnh nhất mà quân đội nhân dân Việt Nam đang sở hữu, không thể không bỏ qua máy bay Su-30. Chiếc máy bay này còn được gọi bằng biệt danh Hổ Mang Chúa, là thế hệ máy bay chiến đấu hiện đại bậc nhất của không quân Việt Nam hiện nay. Su-30 thuộc máy bay chiến đấu tối tân thế hệ thứ tư xuất xứ từ Nga, cải tiến khả năng tấn công và hủy diệt mục tiêu trên biển, được giới quân sự trong và ngoài nước xem là xương sống của lực lượng không quân Việt Nam, giúp tuần tra và bảo vệ Biển Đông. Chiếc máy bay này kết hợp nhiều công nghệ tác chiến trên biển hiện đại của biến thể Su-35, đồng thời được cải tiến rất nhiều khả năng tấn công trên biển và hệ thống điện tử. Hệ thống chiến đấu xương sống của Su-30 bao gồm radar, quang điện tử, mũ bảo hiểm, hệ thống tác chiến điện tử và dàn vũ khí đối không đối đất. Tất cả giúp Su-30 trở thành vũ khí mạnh mẽ và nguy hiểm hàng đầu của Việt Nam. Ngoài ra, tên lửa hành trình P-800 cũng chính là thứ vũ khí khiến cho Trung Quốc phải lo ngại nếu xảy ra chiến tranh với Việt Nam. Vậy loại vũ khí này có gì đặc biệt để khiến một đất nước mạnh như Trung Quốc phải sợ đến như vậy? Đây chính là hệ thống tên lửa tốt nhất thế giới. Nó nặng khoảng 3 tấn, dài 8,9m, đường kính thân 0,7m, độ sải cánh 1,7m. Quả đạn được thiết kế với 4 cánh điều hướng lớn ở gần phần đuôi, ở phần mũi là cửa hút không khí cho động cơ hoạt động. P-800 trang bị động cơ phản lực tĩnh dòng thẳng siêu âm cho phép đạt tốc độ tối đa gấp 2 lần vận tốc âm thanh. Với vận tốc cực lớn như vậy, đối phương rất khó phản ứng kịp thời và bị tiêu diệt bởi đầu đạn thuốc nổ phân mảnh nặng 200-250kg. Theo đánh giá của chuyên gia thế giới, với đầu đạn đó, P-800 có khả năng tiêu diệt tàu chiến cỡ lớn chỉ bằng một phát bắn duy nhất. Về hệ thống dẫn đường, sau khi rời bệ phóng, tên lửa P-800 sẽ bay theo chế độ dẫn đường quán tính được lập trình sẵn. Ở giai đoạn tiếp cận mục tiêu, đầu tự dẫn radar chủ động trên tên lửa sẽ kích hoạt tìm kiếm, phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 75km, kết hợp tốc độ vượt âm thanh và độ cao bay cực thấp. P-800 thực sự là bài toán khó trong đánh chặn tên lửa của chiến hạm của thế giới. Bên cạnh đó, xe tăng T-90S cũng là một trong số những vũ khí mạnh mẽ của quân đội nhân dân Việt Nam. Xe được trang bị vũ khí có hỏa lực mạnh, hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, hệ thống giáp bảo vệ có khả năng chống được hầu hết các loại vũ khí chống tăng hiện đại và khả năng cơ động cao. Ngoài ra, chiếc xe tăng này còn có khả năng chiến đấu hiệu quả, chống tăng thiết giáp, pháo tự hành và các phương tiện chiến đấu khác có hiệu quả cao. Do có khả năng cơ động mạnh, xe được đặt tên là xe tăng bay. Vũ khí chủ lực của T-90S là pháo tăng nòng trơn 120mm 2A46M giúp tăng cường độ chính xác, được lắp đặt hệ thống chỉnh súng và nòng súng, có khả năng tháo lắp nhanh. Pháo tăng cũng được trang bị hệ thống ổn định tầm hướng và hệ thống nạp đạn tự động mới nhất. T-90 là xe tăng đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống bảo vệ 4 lớp bảo vệ. Những lớp bảo vệ kiên cố giúp cho xe chống chọi được trên chiến trường khắc nghiệt. Ngoài ra, xe tăng T-90S có khả năng cơ động tuyệt hảo. Nhờ động cơ công suất 1.000 mã lực, kèm hệ thống treo tiên tiến, hệ thống trục xoắn cường độ cao, cắt giảm chấn thủy lực dung tích lớn, giải xích bản mặt rộng khi cần thiết có thể lắp guốc cao su, đảm bảo xe chạy êm khi vượt qua đường mấp mô, đồng thời có khả năng vượt qua các chướng ngại vật dễ dàng. Tiếp đến, vị trí địa lý cũng là một yếu tố quan trọng làm nên sức mạnh của Việt Nam, khiến Trung Quốc phải kinh hãi, khiếp sợ. Bởi vị trí địa lý đặc thù của Việt Nam không chỉ có ý nghĩa đối với lợi ích quốc gia mà còn tác động trực tiếp tới môi trường an ninh toàn khu vực. Biển Đông đóng vai trò trọng yếu đối với an ninh Đông Nam Á nói riêng và châu Á Thái Bình Dương nói chung, đặc biệt là các cấu trúc tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam có thể tham gia vào hoạt động biển xa, như là kiểm soát các tuyến hàng hải qua lại trên Biển Đông, dùng cho mục đích quân sự như đặt trạm radar, các trạm thông tin xây dựng,
các trạm dừng tiếp nhiên liệu cho tàu thuyền, từ đó kiểm soát và khống chế được toàn bộ Biển Đông. Mặt khác, Việt Nam có đường bờ biển dài, có nhiều cảng nước sâu, có tiềm năng và năng lực vận tải lớn, điển hình như là cảng Cam Ranh có khả năng làm căn cứ cho tàu ngầm, cũng như là tàu sân bay giúp kiểm soát an ninh Biển Đông. Vị trí an ninh này chính là một điều kiện thuận lợi để Việt Nam chúng ta có thể bảo vệ chủ quyền hợp pháp của mình tại Biển Đông, đồng thời cùng với các nước khác đảm bảo an ninh hàng hải và lợi ích chung khắc trên các vùng biển, từ đó chống lại sự áp đặt của các nước lớn trong khu vực, nhất là Trung Quốc. Cuối cùng, sức mạnh đáng tự hào của Việt Nam chính là sự ủng hộ và bảo vệ của công luận quốc tế. Đây là một trong những sức mạnh Việt Nam có mà Trung Quốc không bao giờ có được, thậm chí trong tương lai cũng rất khó sở hữu được sức mạnh này nếu như Trung Quốc vẫn còn giữ tính ích kỷ và tham vọng vốn có. Thực tế cho thấy cả thế giới đều nhận ra rõ tâm can của chính phủ Bắc Kinh là như thế nào. Một đất nước to lớn chuyên đi dọa nạt, xâm chiếm các nước nhỏ hơn, hòng độc chiếm cả thế giới từ đất liền ra biển. Đáng lên án là ở chỗ, chúng sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn ngang ngược nhất, phi lý nhất để đạt được các mục tiêu mà chúng cho là cao cả và luôn không ngừng ngụy biện bằng những luận điệu xảo trá. Bởi vậy, chỉ cần Trung Quốc nổ một tiếng súng ngắm bắn vào Việt Nam chúng ta thì chắc chắn cộng đồng quốc tế dễ phản kháng và lên án kịch liệt. Theo đó, các cường quốc khác trên thế giới cũng sẽ bảo vệ Việt Nam không chỉ vì nền độc lập, hòa bình, chính nghĩa mà còn vì quyền lợi của chính họ. Cùng với đường lối ngoại giao rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam ngày càng giành được sự tin cậy và tín nhiệm của các quốc gia trên thế giới. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 189 trên 193 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Trong đó, Việt Nam xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với 16 quốc gia, quan hệ đối tác toàn diện với 13 quốc gia, là thành viên tích cực của trên 70 tổ chức quốc tế và có quan hệ với 500 tổ chức phi chính phủ trên thế giới. Đó chính là lực lượng hậu phương và là nguồn động lực to lớn để Việt Nam có thể tự tin đối đầu với bất cứ âm mưu xảo quyệt nào của thế lực ngang ngược như Trung Quốc. Như vậy, có thể thấy, dù với kinh tế, chính trị hay quân sự, Trung Quốc có thể là một siêu cường lớn mạnh hơn hẳn so với Việt Nam, thế nhưng Việt Nam có đầy đủ những yếu tố quan trọng để khiến cho nước bạn phải sợ hãi, đúng không nào? Như chúng ta đã biết, vùng biển và vùng ven biển Việt Nam có vị trí rất quan trọng về mặt chiến lược. Chính vì vậy, Việt Nam có lợi thế để trở thành một quốc gia mạnh về biển, là bước đi đầu tiên trong lộ trình trở thành cường quốc biển trong khu vực. Với mục tiêu đó, chúng ta rõ ràng cần một chiến lược thực sự toàn diện dựa trên 3 trụ cột về mặt kinh tế, an ninh quốc phòng và hàng hải. Về vấn đề an ninh quốc phòng rõ ràng là một trong những tiêu chí quan trọng nhất. Thế nhưng trước tiên cần xác định được Việt Nam đang ở đâu trên bảng xếp hạng những lực lượng hải quân mạnh nhất trên thế giới. Chúng ta liệu đã đủ mạnh để bảo vệ Tổ quốc hay chưa? Trước khi bàn về danh hiệu cường quốc biển mà chúng ta đang đưa vào lộ trình, thực tế không thể coi thường sức mạnh hải quân của Việt Nam, vốn được đánh giá là hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á với đội 6 tàu ngầm Kilo do Nga cung cấp. Quân chủng hải quân có đầy đủ 5 sao biển là không quân, hải quân, tàu ngầm, thủy quân lục chiến đánh bộ, tên lửa, chống hạm, tàu mặt nước. Bên cạnh đó, đội tàu ngầm Kilo chúng ta không thể không nhắc tới đội tàu sân ngầm lớp Paya, được sử dụng từ năm 1978 cho tới nay, nhưng vẫn giữ nguyên sức mạnh khủng khiếp đáng kinh ngạc của nó. Vậy với chiều dài lịch sử của tàu sân ngầm Petya, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về lai lịch, sức mạnh và sức tấn công của Petya đối với nhiệm vụ giữ gìn biển đảo của Tổ quốc. Để giải đáp thắc mắc tại sao biệt đội sân ngầm này lại là thứ vũ khí đáng sợ của lực lượng hải quân Việt Nam, và cũng để quý vị khán giả được biết Paya đã vượt giới hạn về tuổi thọ để tồn tại, cùng với cách để chúng ta biến đội tàu cũ kỹ của mình trở nên mạnh mẽ như thế nào nhé. Các bạn thân mến, vào đầu tháng 11 năm 1978, chính phủ Việt Nam và Liên Xô đã ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện. Ngay sau đó một tháng, tháng 12 năm 1978, các loại tàu như sân ngầm, tên lửa, tàu phóng lôi, tàu quét mìn và tàu đổ bộ và nhiều vũ khí đặc chủng khác đã được nước bạn vận chuyển sang, bàn giao trực tiếp cho các đơn vị hải quân Việt Nam. Trong các thiết bị quân sự được vận chuyển tới Việt Nam có 2 tàu hộ vệ sân ngầm 159 AE được chính lực lượng Hải quân Liên Xô tổ chức huấn luyện, bàn giao cho vùng 3 hải quân. Và không lâu sau đó, đến ngày 12 tháng 2 năm 1979, Lữ đoàn 161 trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân được thành lập, gồm các tàu của Hải đội 173 và 2 tàu hộ vệ sân ngầm 159 AE mới nhận, mang số hiệu HQ-09 và HQ-11.
liên tiếp trong 2 năm từ năm 1983 đến năm 1985, phía Liên Xô hoàn thành gói viện trợ cho Việt Nam thêm 3 tàu hộ vệ sân ngầm 159A và vùng 3 hải quân đưa vào huấn luyện, hoàn tất mới bàn giao cho lữ đoàn 171 quản lý, sử dụng gồm có tàu HQ-13, HQ-15 bàn giao vào ngày 9 tháng 1 năm 1984, HQ-17 bàn giao vào ngày 9 tháng 1 năm 1985. Cuối năm 1986, phía Trung Quốc tăng cường trinh sát thăm dò ở Trường Sa. Giữa năm 1987, Tư lệnh Hải quân điều chuyển nguyên căn cả hai tàu hộ vệ sân ngầm HQ-09 và HQ-11 của Lữ đoàn 161 vùng 3 Hải quân từ thành phố Đà Nẵng và Lữ đoàn 171 chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Trường Sa. Nói thêm về tính năng chiến đấu của tàu hộ vệ sân ngầm Petya, tàu có cơ cấu cùng 30 chân vịt, 20 sử dụng động cơ tuabin khí và 10 dùng động cơ diesel để tiết kiệm nhiên liệu khi tuần tra trên biển. Cơ cấu này lại cho phép tàu đạt tốc độ tối đa là 32 hải lý trên 1 giờ, đồng thời hoạt động trên biển liên tục trong 10 ngày. Về vũ khí mặt nước, tàu có 2 pháo AK-726 2 nòng 76,2mm ở mũi tàu và đuôi tàu. Hệ thống điều khiển hỏa lực có tốc độ bắn 45 phát trên 1 phút, tầm bắn tối đa là 18,3 km. Pháo còn có khả năng tiêu diệt mục tiêu đường không với tốc độ 350-650m/s ở độ cao từ 500-6000m. Về trang bị tác chiến, tàu ngầm Petya có dàn thả bom chìm BB-1, các dàn phóng rocket chống ngầm RBU-2500 và RBU-6000 với hệ thống điều khiển Buria. Về hệ thống ngư lôi, tàu Petya 2 được trang bị 2 dàn phóng PTA-40159, mỗi dàn 5 ống phóng dùng ngư lôi Z-40UE 400mm. Tàu Petya 3 lại có 1 dàn phóng PTA-5357BIS với 3 ống phóng ngư lôi Z-53M. Trong quá trình hoạt động ở Liên Xô, hai chiếc SKR-96 và SKR-130, tức là HQ-11 và HQ-15, đã bị hư hỏng phần mũ chụp hệ thống định vị thủy âm nằm ở vị trí dưới thân tàu, mất hệ thống tìm kiếm tàu ngầm, lại không có trang bị thay thế do các nhà máy Liên Xô đã dừng sản xuất phụ tùng cho hai loại này. Hai con tàu đã phải gỡ bỏ vũ khí chống ngầm, bổ trợ thêm các ụ pháo 37mm nòng kép V-11M và pháo 25mm. Đến giai đoạn từ năm 1990 đến năm 1995, con tàu này hoàn toàn mất khả năng săn ngầm chủ yếu của mình, phải gỡ bỏ các dàn phóng bom mìn hay ngư lôi để hoán cải thành tàu pháo phòng không. Như vậy, Hải quân Việt Nam thực tế chỉ còn 3 trên 5 chiếc có khả năng chống ngầm. Trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng Hải quân Việt Nam, thì một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là phải phục hồi và tăng cường sức chiến đấu cho các tàu hộ vệ Petya. Và thật đáng ngạc nhiên là thay vì đặt hàng đối tác nước ngoài giúp sức, Việt Nam đang tự lực hoàn toàn việc nâng cấp, hiện đại hóa các tàu sân ngầm này, phục hồi được khoảng 80% năng lực chống ngầm của tàu Petya. Chi tiết hạng mục nâng cấp thực tế không được công bố rõ, tuy nhiên một số hình ảnh trong phóng sự việc Lữ đoàn 171 vùng 2 Hải quân được kênh Quốc phòng Việt Nam thực hiện đã cho thấy được sự thay đổi rõ nét về mặt trang bị trên các tàu sân ngầm Petya. Cụ thể, sự xuất hiện của những màn hình hiển thị radar hiện đại trên tàu hộ vệ sân ngầm 159 Petya rõ ràng kiểu màn hình màu hiện đại, sóng radar trực quan, sinh động hơn hẳn so với công nghệ hiện đại, hiển thị sóng radar thế hệ cũ. Điều đó chứng tỏ rằng các tàu sân ngầm 159AE đã nhận một loại radar mới và được quân chủng hải quân tự tích hợp. Đồng thời, một số tính năng chiến đấu cũng được cập nhật, hiện đại hóa như thiết bị thu sóng thủy âm, cải tiến radar, đặc biệt do pháo phòng không không có đủ sức mạnh để bảo vệ tàu trước các mối đe dọa từ trên không, nên HQ-11 đã được nâng cấp mang được cả tên lửa phòng không nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Hệ thống tên lửa này cơ bản gồm một giá phóng lắp các ống phóng tên lửa phòng không vác vai, sử dụng đầu dò hồng ngoại riêng biệt. Thế nên, chúng không phụ thuộc vào radar của tàu chiến mà độc lập tác chiến, tự động phát hiện mục tiêu và tiêu diệt. Loại tên lửa vác vai có thể được lắp trên giá phòng gồm 9K32 Tesla 2 hoặc Ikla. Hiện tại, Việt Nam đã có thể tự sản xuất cả hai loại tên lửa phòng không vác vai này. Ikla hay còn gọi tên là 9K38 Ikla là tổ hợp tên lửa vác vai phòng không tầm thấp được NATO định danh là SA-18 Rusi, được phát triển từ đầu những năm 1980 bởi Cục Thiết kế KBM Liên Xô, chính thức được trang bị trong lực lượng vũ trang Liên Xô từ năm 1983. Và tính đến thời điểm hiện tại, nó đã được xuất khẩu tới khoảng 20-30 quốc gia trên thế giới, đạt được hiệu quả cao trong nhiều cuộc xung đột vũ trang. Khi chiến đấu, tổ hợp tên lửa Ikla
có trọng lượng khoảng 17,9 kg, trong đó phần đạn tên lửa nặng 10,8 kg, trang bị đầu dò hồng ngoại, nâng cao khả năng đối phó với các biện pháp gây nhiễu của máy bay chiến đấu kẻ thù, đặc biệt nhấn mạnh đầu dò cũng là giúp tăng khả năng đánh chặn mục tiêu ở bán cầu trước. Đặt tên lửa tổ hợp Ixla hạ được mục tiêu ở cự ly tối đa 5,2 km, độ cao 3,5 đến 4 km. Bên cạnh đó, thực tế giữa năm 2016, Việt Nam đã hợp tác với Ấn Độ để thay mới hệ thống sonar nhằm tăng cường sức mạnh tác chiến chống ngầm cho lớp chiến hạm không còn mới này. Trong bối cảnh hải quân ta đang rất thiếu vũ khí chống ngầm, thì việc phục hồi lại hoạt động cho các hệ thống chống ngầm của tàu hộ vệ Vesta là một phương án hợp lý cả về biên chế chiến đấu và về mặt kinh tế. Đây là một bước tiến quan trọng trong điều kiện vũ khí chống ngầm của ta còn thiếu, và hải quân ta cũng đang rất cần những tàu lớn trên 1.000 tấn. Các bạn khán giả thân mến, khi nghe những thông tin về sự thay đổi này, các bạn có thấy chúng tăng uy lực lên rất nhiều không ạ? Chia sẻ quan điểm bằng cách comment ngay dưới video này nhé. Có những ý kiến cho rằng Việt Nam nên cải tiến theo hướng triển khai tên lửa chống hạm trên tàu Petya. Họ cho rằng nếu được trang bị thêm tên lửa chống hạm Uranae, các tàu hộ vệ săn ngầm Petya của Hải quân Việt Nam sẽ lột xác với sức mạnh vượt trội. Tuy nhiên thực tế đây là vấn đề khó có thể thành hiện thực, vì điều đó có nghĩa là phải triển khai lại toàn bộ các hệ thống điều khiển hỏa lực cùng với các bệ phóng tên lửa. Điều này thứ nhất là rất mất thời gian, thứ hai là chi phí tốn kém, và cuối cùng điều này có thể dẫn đến việc thay đổi cấu trúc con tàu. Bên cạnh đó, vì pháo AK-726 có kích thước cồng kềnh, tốc độ bắn lại thấp, độ chính xác không cao, nên việc thay thế chúng bằng các hệ thống pháo AK-176 hay pháo phòng không cao tốc AK-630 là một biện pháp khả thi hơn, giúp tăng khả năng tự bảo vệ của tàu trước tên lửa chống tàu của đối phương và cũng không tốn quá nhiều thời gian. Tuy nhiên lại phải xem xét về hiệu quả kinh tế, vậy nên thực tế phải khẳng định rằng gói nâng cấp này không phù hợp với một chiếc chiến hạm đã có đến hơn 50 năm tuổi đời. Đến thời điểm hiện tại, các tàu Petya vẫn đóng một vai trò quan trọng trong đội hình tác chiến của Hải quân Nhân dân Việt Nam với nhiệm vụ tác chiến săn ngầm trong biên đội tàu. Cơ cấu về biên đội tàu chiến đấu của Hải quân Nhân dân Việt Nam hiện tại có 4 khinh hạm Zupat 3.9 và 6 tàu ngầm lớp Kilo. Tùy theo từng nhiệm vụ khác nhau mà cơ cấu biên đội tàu sẽ có sự thay đổi nhất định. Chẳng hạn như khi tác chiến diệt hạm đi cùng với Zupat sẽ là tàu tên lửa cao tốc Project 1241.8 hay 1241GE cùng với một vài tàu pháo TT-400TP hoặc Project 10412 Setyak làm nhiệm vụ hỗ trợ phòng không, chi viện hỏa lực. Còn khi tác chiến chống ngầm thì sát cánh bên cạnh Jupat chắc chắn sẽ là các tàu hộ vệ Payat với hệ thống vũ khí săn ngầm mạnh mẽ như dàn phóng rocket, bom chìm, chống ngầm. Bên cạnh đó, lực lượng tàu ngầm có thể được bố trí tại các vị trí thuận lợi ven bờ hoặc xung quanh các đảo lớn chờ thời cơ. Petya có ngư lôi Z-53M, khối lượng 1,5 tấn, có thể tấn công mục tiêu tàu ngầm ở độ sâu đến 200m, tầm bắn lên đến 14 km. Khinh hạm Jupat sẽ mang theo các trực thăng Ka-28 bổ sung thêm sức mạnh trong nhiệm vụ trinh sát và phát hiện tàu ngầm từ xa. Đây chắc chắn là một đội hình tương đối mạnh, đồng đều trong cả 3 mặt tác chiến từ đối hải, đối không và đối ngầm. Đội hình này hợp sức tác chiến với tên lửa bờ biển như máy bay chiến đấu Su-27, Su-22 và Su-30 MK2 của không quân với nhiệm vụ phòng không diệt hạm. Máy bay M-28 chống ngầm sẽ rất mạnh mẽ, sẵn sàng chiến đấu trong quá trình bảo vệ vùng biển, vùng trời Việt Nam. Trong đội hình đó, tàu hộ vệ săn ngầm Petya giữ một vị trí quan trọng là vũ khí chủ lực tác chiến chống ngầm cho biên đội tàu. Điều này càng khẳng định việc không tiến hành lắp đặt tên lửa chống hạm lên tàu Petya là hoàn toàn hợp lý. Việc có thêm một tàu săn ngầm được hoán cải thành tàu tên lửa thực tế là không có nhiều ý nghĩa, vì xét cho cùng đó cũng chỉ là biện pháp tình thế. Hy vọng rằng cùng với sự thay đổi tích cực này, Việt Nam sẽ còn tiếp tục đẩy mạnh thêm việc bổ sung lực lượng chống ngầm. Điều này cũng sẽ giúp ngày càng hoàn thiện hơn nữa năng lực hải quân của nhân dân ta. Quân đội nhân dân Việt Nam là một lực lượng nổi tiếng về cách tiếp cận chủ động, tích cực đối với những trang bị kỹ thuật có trong tay. Không có bất cứ một trang thiết bị nào được coi là thừa thãi cả. Phát huy những gì đã và đang có được, quân đội ta lại một lần nữa tạo ra được những bất ngờ lớn về sự sáng tạo của mình trong việc cải hoán những trang bị đã cũ kỹ, lạc hậu thành những sản phẩm có tính ứng dụng cao trong điều kiện thực tế, phục vụ cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Một trong những thành tựu đó là cải hoán xe thiết giáp BTR-152 thành xe cứu thương. Chiếc xe này có khả năng thích ứng với điều kiện thực tế tại Nam Sudan. Như thế nào? Chúng có thực sự thiết thực hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của video nhé!
Các bạn thân mến, trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lý do tại sao lại xuất phát ý tưởng hoán cải xe thiết giáp BTR 152 thành xe cứu thương phục vụ cho lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Việt Nam ta chính thức tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc từ năm 2014 cho đến nay, triển khai lực lượng theo hai hình thức là cá nhân và đơn vị. Theo hình thức cá nhân, Việt Nam đã cử được 55 sĩ quan đến các phái bộ của Liên Hợp Quốc ở Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan ở các vị trí khác nhau, quan sát viên quân sự, sĩ quan tham mưu, sĩ quan liên lạc. Còn hình thức đơn vị, Việt Nam tham gia trong lĩnh vực quân y với mức độ bệnh viện dã chiến cấp 2 và sẽ tham gia trong lĩnh vực công binh với mức độ đội công binh. Theo như kế hoạch được đề ra vào tháng 10 năm 2018, bệnh viện dã chiến cấp 2 đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Bentiu, một trong những nơi cần giúp đỡ nhất của Cộng hòa Nam Sudan. Tuy nhiên, sau quá trình khảo sát thực địa, lực lượng Liên Hợp Quốc tại đây đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển. Sự khó khăn đó được mô tả như sau: nhà máy sản xuất sô-cô-la khổng lồ, đó cũng là cách mà người dân nơi đây vẫn ví von sau mỗi trận mưa tại khu vực Bentiu. Do cấu trúc đặc biệt của đất ở đây, chỉ cần trời mưa thôi, đất trên những con đường sẽ nhanh chóng trở thành một thứ chất sền sệt đặc quánh y hệt như sô-cô-la. Để có thể vượt qua được những con đường đó không hề xa, chỉ từ 5 đến 7 km, thế nhưng cũng có khi các đoàn xe của Liên Hợp Quốc phải mất đến 1 đến 2 ngày bởi lý do khó khăn khi di chuyển, những bánh xe bị giữ chặt trong thứ sô-cô-la đặc biệt này của vùng đất Bentiu. Do đó, một đòi hỏi mang tính cấp thiết đặt ra được trang bị một phương tiện chuyên dụng để đảm bảo an toàn cho công tác cứu thương và vận chuyển người bệnh. Đây chính là phương tiện mang tính sống còn đối với toàn bộ các tài thương trên bộ trong mùa mưa, bởi hầu hết các loại phương tiện phi quân sự ấy không thể hoạt động hiệu quả do bùn lầy trơn trượt. Thế nhưng trong khi đó, phương tiện của các nước thành viên trực tiếp tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc chỉ có một phần nhỏ là được cấp phát, còn lại phần lớn đều tự mang từ quốc gia của mình sang. Chính bởi thực tế đó, Bộ Quốc phòng đã ra nhiệm vụ cho Tổng cục Kỹ thuật nhanh chóng cải hoán xe thiết giáp BTR 152 thành xe cứu thương bọc thép phục vụ cho quá trình hoạt động tại Bentiu. Vậy nhưng tại sao lại lựa chọn BTR 152 để cải hoán mà không phải là một chiếc xe nào khác? Trước hết cần phải nhấn mạnh rằng đây là loại xe đã có từ quá lâu đời. Xe thiết giáp BTR 152 là loại bánh lốp mui trần đã phục vụ cho quân đội Liên Xô từ những năm 1950 và theo nhu cầu của quốc gia này sẽ được sản xuất hàng loạt cho đến năm 1955. Trước kia, đây là phương tiện xuất hiện phổ biến trong lực lượng tác chiến của nhiều quốc gia trên thế giới. Thế nhưng đến nay, chỉ có một vài quốc gia còn giữ lại khí tài này trong hàng ngũ quân đội của mình. Một trong số đó có Việt Nam. Chiếc xe phục vụ quân đội ta trong nhiệm vụ chở quân từ năm 1979 theo dạng nhận viện trợ từ Liên Xô. Tính đến thời điểm năm 2017, xe cũng đã phục vụ được 38 năm, chưa kể thời gian đã sử dụng trước đó. Trong quá trình lên kế hoạch và thực hiện, quân đội ta cũng đã tìm hiểu và đưa được ra một chiếc xe tương đương của Đức. Thế nhưng giá nhập lại khá cao, không phù hợp. Bởi những lẽ đó, chiếc xe thiết giáp BTR 152 đã được lựa chọn hoán cải cho nhiệm vụ đặc biệt trên. Do nhà máy Z153 Việt Nam tiến hành thực hiện, đây được đánh giá là một nhiệm vụ khó khăn, vừa là lần đầu tiên thực hiện, thời gian yêu cầu lại gấp rút. Các cơ quan đơn vị của Tổng cục Kỹ thuật như Phòng Khoa học Quân sự, Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự và nhà máy Z153 đã tập trung tối đa để triển khai thực hiện kế hoạch, đưa ra được sản phẩm nghiệm thu trong thời gian sớm nhất và đặc biệt phải đáp ứng được yêu cầu hoạt động trên thực địa. Sau khi cải hoán, phương tiện này được cho sẽ giúp cho cán bộ, y bác sĩ Việt Nam đang hoạt động trong lực lượng gìn giữ hòa bình có thể thực hiện tốt trong nhiệm vụ tải thương cứu thương, đồng thời còn bảo đảm an toàn trong khi di chuyển qua những khu vực đang có xung đột vũ trang. Cụ thể, xe thiết giáp BTR 152 đã được cải hoán thành xe cứu thương. BTR 253 TGCT, xe được tháo bỏ phần súng máy, lắp mũi cao hơn so với nguyên bản, sơn màu trắng cùng phù hiệu chữ thập đỏ bên hông. Điểm nhận diện của lực lượng gìn giữ hòa bình, ngoài phần khung và vỏ giáp chống đạn, còn lại xe gần như đã được thay đổi toàn bộ. Động cơ sử dụng là Hyundai D4DP cùng hộp số mới M035S5 đồng bộ, vỏ giáp chống đạn trên nóc xe được bổ sung thêm, cho phép chống lại các loại đạn bộ binh bình thường là 7,62mm. Toàn bộ gầm lốp xe cầu đều được thay mới bằng vật tư từ Nga, chuyển đổi hệ thống lái dẫn động cơ khí sang hệ thống lái trợ lực thủy lực, lắp thêm gương chiếu hậu, hệ thống đèn, cùng với đó là nhíp để tăng khả năng chịu tải của hệ thống treo.
khả năng cơ động của BTR-152 cũng được đánh giá là tốt hơn, hoạt động hiệu quả hơn khi được thay thế động cơ xăng theo nguyên bản bằng động cơ diesel mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Trang thiết bị cấp cứu trên xe được thực hiện theo tiêu chuẩn gồm xe cứu thương đường không và cả đường bộ. Trên xe có giá cứu thương 2 tầng đủ cho 2 bệnh nhân nằm, 2 vị trí ngồi dành cho thương binh và kíp cứu thương, 1 cáng cứng, 2 cáng gấp cơ động cứu thương trong trường hợp có thương tích nhiều, máy hút dịch di động, máy thở xách tay, máy theo dõi bệnh nhân kèm sốc tim và bơm tiêm điện. Tuy nhiên sẽ vẫn có khả năng mở rộng thêm tối đa vị trí nằm và ngồi cho thương binh trong những trường hợp thực sự cần thiết, phục vụ cho công tác chở quân hoặc cứu thương. Bên cạnh đó, vì nhiệt độ tại Nam Sudan vào mùa khô có khi lên đến 55 độ C lại rất bụi, nếu sử dụng điều hòa như xe thông thường thì sẽ không thể nào đáp ứng được. Vậy nên hệ thống điều hòa được nâng công suất, đáp ứng yêu cầu làm mát phía bên trong, luôn đảm bảo duy trì nhiệt độ trong khoang y tế thấp hơn bên ngoài từ 5 đến 10 độ. Sau quá trình thử nghiệm, hệ thống lại đáp ứng được yêu cầu hơn nữa, còn rất hiệu quả. Về mặt chiến thuật, xe di chuyển ở giữa đội hình hành quân trong một đội hình tác chiến chung, tốc độ trung bình từ 10 đến 40 km/h. Trong tình huống đặc biệt, yêu cầu cơ động nhanh có thể đạt đến 65 km/h trong cự ly hành quân khoảng 160 km bao gồm cả đi và về. Ngoài ra, phải kể đến hệ thống camera ảnh nhiệt hỗ trợ lái xe và chỉ huy khi di chuyển trong mùa khô, mật độ bụi cao hoặc trong điều kiện tác chiến đêm. Đặc biệt với hệ thống này, lái xe hoàn toàn có thể quan sát đường đi khi cửa kính bị che lại, đảm bảo an toàn khi đi qua những khu vực đang có xung đột vũ trang. Kính chắn gió trên xe cũng được thay thế bằng kính chống đạn. Phía bên trên là hai tấm giáp sẽ được kéo xuống sau khi bị bắn loạt đầu tiên vào lớp kính, chỉ đúng khoảng 1 tháng sau khi có bản thiết kế chuẩn. Việc cải hoán xe cứu thương BTR-152 đã cơ bản hoàn thành. Xe được thử nghiệm đánh giá theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng để lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc tiến hành kiểm tra. Tất cả những công nghệ hiện đại nhất đã được nhà máy áp dụng triệt để. Qua đó, vừa có thể đảm bảo tính năng kỹ chiến thuật cũ, vừa trang bị thêm các khả năng chuyên dụng mới cho xe. Công suất động cơ cũng được nâng lên từ 110 mã lực lên 130, hỗ trợ xe vượt qua những chướng ngại vật lớn hơn, đồng thời vẫn đảm bảo tốc độ di chuyển trong đội hình tác chiến trong những tình huống đặc biệt, yêu cầu cơ động nhanh. Với thành công của nhiệm vụ trên, Việt Nam ta đã chủ động trong việc cung cấp xe cứu thương, tiết kiệm đáng kể cho nguồn ngân sách mua xe. Xe thiết giáp phục vụ cứu thương BTR-152 sau cải tiến đảm bảo an toàn, tính năng về kỹ chiến thuật tăng lên, tính năng vượt địa hình trơn lầy cũng được đánh giá tốt. Chắc chắn rằng những chiếc xe thiết giáp cứu thương đặc biệt này sẽ góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ những người lính quân y mũ nổi xanh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, những người đang hàng ngày phải vượt qua những con đường khó khăn đầy nguy hiểm ở khu vực Ben Tiu để giúp đỡ người dân Nam Sudan. Năm 2018, trong đội hình bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan, ngoài xe thiết giáp cứu thương BTR-152 còn có xe tải Uran-4320 cũng được hoán cải. Hình ảnh ghi nhận cho thấy nó mang theo một thùng kín ở phía sau, dự đoán đây có thể là chiếc cabin chăm sóc sức khỏe hoặc phục vụ cho quá trình thực hiện phẫu thuật tại hiện trường. Các phương tiện này đều được sơn màu trắng cùng dòng chữ UN, cho thấy nó được phục vụ trong phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Các bạn thân mến, các bạn có suy nghĩ thế nào về chiếc xe trên, có phù hợp với thực tế tại Nam Sudan không ạ? Comment chia sẻ suy nghĩ ngay dưới video này nhé! Tin mới sẽ chia sẻ thêm một chút về Việt Nam trong quá trình tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thời gian chính thức tham gia từ năm 2014, Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam, nay là Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, ra đời ngày 27 tháng 5 năm 2014. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu một bước ngoặt lớn cho sự phát triển và lớn mạnh không ngừng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và cũng chính vào ngày này, Bộ Quốc phòng đã cử Trung tá Mạc Đức Trọng và Trần Đăng Nhàn, hai sĩ quan đầu tiên của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam, tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Cụ thể là với vị trí sĩ quan liên lạc tại phái bộ tiếp tục vào ngày 1 tháng 4 năm 2015, ba cán bộ sĩ quan lên đường đợt 2 thực hiện nhiệm vụ tại Cộng hòa Trung Phi. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 19 sĩ quan Việt Nam tham gia hoạt động ở hai phái bộ trên. Trong lĩnh vực quân y, đến nay Bộ Quốc phòng đã triển khai được 3 bệnh viện dã chiến cấp 2, trong đó 2 bệnh viện dã chiến số 1 và số 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Nam Sudan và trở về nước. Từ năm 2014 đến nay, tất cả đã có 55 lượt sĩ quan được cử đi theo hình thức cá nhân, 189 cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế tham gia vào đội hình bệnh viện dã chiến cấp 2.
Bên cạnh đó, đặc biệt phải nhắc tới 3 sĩ quan đã ứng thi và xuất sắc trúng tuyển vào làm việc tại Liên Hợp Quốc, đánh dấu một bước trưởng thành vượt bậc. Khi lần đầu tiên Việt Nam có sĩ quan được trực tiếp làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc, tham gia vào công tác tham mưu và xây dựng kế hoạch hoạt động tại các phái bộ gìn giữ hòa bình. Đây quả thực là những thành tích đáng ghi nhận, cho thấy sự trưởng thành về trình độ chuyên môn của các sĩ quan Việt Nam cũng như sự lớn mạnh của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, ngày càng thích ứng với yêu cầu cao của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Hiện nay, tốc độ phát triển của ngành khoa học công nghệ đang tăng lên một cách chóng mặt. Trong suốt những năm qua, chúng ta không ngừng được chiêm ngưỡng những sản phẩm công nghệ hiện đại tân tiến bậc nhất đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Tiêu biểu phải kể đến công nghệ chế tạo robot, ngành được xem là chìa khóa chiến lược giúp nâng cao hơn nữa vị thế và khả năng cạnh tranh cho tất cả các doanh nghiệp. Quốc gia, dù hùng mạnh, to lớn hay nhỏ bé đến đâu, bên cạnh những sản phẩm robot phục vụ cho đời sống sinh hoạt, thì ngành quốc phòng của các quốc gia cũng đang rất chú trọng vào việc đầu tư nghiên cứu, chế tạo robot nhằm ứng dụng trong lĩnh vực quân sự trên đất liền. Hầu hết khi nhắc đến chế tạo robot, chúng ta vẫn thường nghĩ đây chắc hẳn chỉ là một cuộc đua của các ông lớn top đầu thế giới mới có cửa bước vào sân chơi lý thú này. Tuy nhiên, nếu nói một đất nước nhỏ bé như Việt Nam đứng ngoài vòng đua nhưng cũng đã chế tạo thành công robot quân sự có thể nói là đọ được tay đôi với Nga, thì có lẽ sẽ khiến các bạn phải kinh ngạc, thậm chí là anh bạn Trung Quốc của chúng ta cũng đã phải tái mặt bởi thành công này. Vậy thì có đúng là Việt Nam đã làm được điều này hay không? Hãy cùng với Tin Mới tìm hiểu chi tiết trong video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về ngành chế tạo robot quân sự trước nhé. Robot quân sự là loại robot tự hoạt động hoặc có điều khiển từ xa, được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng quân sự, từ việc vận chuyển trang thiết bị trinh sát, do thám, tìm kiếm cứu hộ cho đến tấn công. Robot tự động sẽ có khả năng tiết kiệm và đồng thời bảo tồn cuộc sống cho binh lính bằng cách giảm thiểu sự có mặt của họ tại các vị trí độc hại và gây nguy hiểm đến tính mạng. Minh chứng rõ nhất có thể nói đó là quân đội Hoa Kỳ, nơi được cho là nền công nghiệp chế tạo và phát triển vũ khí hàng đầu thế giới. Robot ở siêu cường số 1 thế giới này được diễn tả là máy không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi, không nhắm mắt lại, không núp dưới cây khi trời mưa, không nói chuyện với bạn bè. Chúng không những không bị ảnh hưởng của sự mệt mỏi, căng thẳng, cảm xúc giống như binh lính, mà còn có thật để cho phép giảm đáng kể các trường hợp hành vi trái ngược với đạo đức trong thời chiến. Các robot này được tạo ra không phải là robot đạo đức thực sự, mà chúng đều là những robot tuân theo luật chiến tranh, cũng như các quy tắc cam kết trong xung đột. Chúng ta có thể kể đến một số hệ thống robot như vậy với tên gọi drone, thiết bị bay không người lái UAV, vũ khí sát thương tự động, hiện đang được sử dụng và nhiều hệ thống cũng đang được nhiều quốc gia phát triển. Trở lại với câu chuyện chế tạo robot của Việt Nam thì mới đây nhất Quân đội Nhân dân Việt Nam công bố, Viện Hóa học Môi trường Quân sự đã chế tạo và vận hành thành công mẫu robot trinh sát RBH-18. Robot này sẽ được sử dụng để thay thế con người trong việc tiếp cận những khu vực nguy hiểm có nồng độ phóng xạ hoặc chất độc hóa học cao. Robot RBH-18 được chế tạo bằng việc tích hợp các công nghệ tự động hóa tiên tiến và truyền số liệu kết nối IoT. Chế tạo thành công tay máy 6 bậc tự do, toàn bộ các kỹ thuật hiện đại này đều được nhóm nghiên cứu của Viện Hóa học Môi trường Quân sự làm chủ, từ khâu thiết kế cho đến chế tạo, đồng thời giám sát cho đến khi hoàn thành và đưa ra thử nghiệm. Với những thành tựu bước đầu đạt được trong nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot RBH-18, đội ngũ cán bộ kỹ sư của Viện Hóa học Môi trường Quân sự đã cho thấy được tư duy nhạy bén và khả năng làm chủ khoa học công nghệ của mình, đồng thời tạo tiền đề để viện tiếp tục thêm những bước đi xa hơn nữa trong quá trình làm chủ công nghệ chế tạo robot nói riêng. Hiện đại hóa vũ khí trong trang bị cho quân đội, đặc biệt là trang bị cho các lực lượng hóa học làm nhiệm vụ nguy hiểm nói chung. Đây được xem là một thành tựu rất đáng ghi nhận trong nỗ lực đi tắt đón đầu, hiện đại hóa công nghệ quân sự, nâng cao vị thế của một Việt Nam trên trường quốc tế. Nói về quá trình thiết kế và chế tạo robot RBH-18, các đồng chí cán bộ của Viện Hóa học Môi trường Quân sự đã ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại nhất, tiên tiến nhất, tiêu biểu phải kể đến đó là công nghệ Internet vạn vật, cùng với nhiều công nghệ 4.0 khác. Loại robot này được phân thành nhiều thành phần cấu tạo rõ rệt. Về phần tay máy có kết cấu tạo hết sức phức tạp, được lắp ráp theo kiểu module, bao gồm nhiều chi tiết chuyển động rất nhỏ để đảm bảo được khả năng cơ động cao. Tuy có vẻ cầu kỳ, nhưng thực chất là cấu tạo của bộ phận này lại cho phép chúng tháo lắp một cách dễ dàng.
Đây cũng chính là bộ phận quan trọng nhất trên robot trinh sát RBH-18 của Việt Nam nói riêng và mọi loại robot trinh sát hóa học khác trên thế giới nói chung. Ngay phía trên phần tay máy được lắp một chiếc camera có thể truyền hình ảnh trực tiếp để dễ dàng điều khiển từ xa hơn nữa. Sức nâng của tay máy cũng rất đáng nể đấy nhé. Nó có khả năng nâng gấp vật nặng, thậm chí còn có thể kéo được người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ngoài ra, mô đun điều khiển của robot RBH-18 có cấu tạo vô cùng hiện đại, bao gồm nhiều màn hình hiển thị và các cần gạt điều khiển thao tác. Hệ thống camera trên robot với nhiều góc quay có khả năng truyền tải, hiển thị cùng lúc nhiều góc máy, tạo sự thuận tiện cho người điều khiển. Cơ cấu chuyển động của robot tự hành này được thiết kế lớp bánh xích, cho phép nó di chuyển qua nhiều địa hình, địa vật phức tạp một cách dễ dàng mà không sợ bị ảnh hưởng đến sản phẩm. Có thể nói nhờ sự góp mặt của loại robot này, lực lượng phòng hóa của chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với nhiều khu vực có độ nguy hiểm cao mà vẫn có thể đảm bảo an toàn được cho các chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ. Điều này là rất cần thiết trong bối cảnh cuộc chạy đua vũ trang trên thế giới đang ngày càng trở nên kịch liệt hơn trong những năm gần đây. Thực tế thì đây không phải là robot quân sự đầu tiên của Việt Nam chế tạo, mà trước đó Viện Công nghệ trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam cũng đã từng nghiên cứu và chế tạo thành công một loại robot tự hành đa năng phục vụ chiến đấu và trinh sát trên mặt đất. Mẫu robot này được chế tạo dựa trên cơ sở ứng dụng sự phát triển các công nghệ chế tạo robot trên thế giới, cùng với khả năng tích hợp được nhiều loại vũ khí, khí tài trong nước cho phép biến nó trở thành một robot chiến đấu hiện đại, mạnh mẽ thực thụ. Theo nhóm đề tài chia sẻ, mẫu robot tự hành đa năng Made in Việt Nam này có thể hoạt động ở vị trí cách hệ thống điều khiển lên đến 2.000m. Bên cạnh đó, loại robot này cũng được tích hợp sẵn hệ thống bản đồ số, hệ thống định vị GPS cùng hệ thống định dẫn đường quán tính, giúp nó nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Cấu tạo của loại robot này gồm hai bộ phận chính, đó là phần trung tâm chỉ huy và thiết bị tự hành robot. Trong đó, phần trung tâm chỉ huy chính là nơi lưu trữ bản đồ, thu thập các thông tin đã quan sát được và ra lệnh điều khiển với các thiết bị tự hành. Đồng thời, nó còn có thể di chuyển theo tuyến đường đã được định vị sẵn trên bản đồ số. Đi cùng với nó là hệ thống kết nối dữ liệu đã được mã hóa, giúp bảo mật thông tin một cách tuyệt đối. Robot được vận hành trực tiếp từ xa thông qua trung tâm chỉ huy. Tại đây, người vận hành có thể thiết lập quỹ đạo đường đi, điểm đến cho robot và vận hành robot tác chiến trên thực địa. Ngoài ra, khả năng trinh sát và chiến đấu trên chiến trường thì mẫu robot do Viện Công nghệ trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam chế tạo còn có thể truyền dữ liệu hình ảnh trực tiếp trên thực địa về trung tâm chỉ huy với độ bảo mật cao, từng bước thay thế con người trong các khu vực tác chiến nguy hiểm. Phiên bản robot chiến đấu đa năng đầu tiên do Việt Nam nghiên cứu và chế tạo được tích hợp một khẩu tiểu liên bắn nhanh UAG, gắn kèm ống giảm thanh, có khả năng phát huy tốt vai trò trong công tác chống khủng bố, giải cứu con tin hiệu quả. Thành công trong việc chế tạo phiên bản ban đầu đã tạo tiền đề để cho các cán bộ kỹ sư Viện Công nghệ tiếp tục tiến tới chế tạo những thế hệ robot chiến đấu đa năng, sở hữu nhiều tính năng ưu việt hơn cùng hỏa lực mạnh hơn. Được biết, mẫu robot trên của Viện Công nghệ trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng không phải là dự án robot duy nhất. Hiện tại, Viện cũng đang nỗ lực nghiên cứu và thử nghiệm với mục tiêu đem súng máy hạng nặng 12,7mm cùng tên lửa phòng không vác vai SA-16 được gắn trên bệ điều khiển từ xa, triển vọng tích hợp chúng lên cung cầm cỡ lớn để tạo ra những chiếc xe tăng hay phương tiện phòng không tự hành, sánh ngang các nguyên mẫu như Uran-9 hay Boomerang của Nga, và điều này có lẽ sẽ không còn là điều quá xa vời nữa. Đây cũng là xu hướng của nền công nghiệp sản xuất robot chiến đấu tự hành, không chỉ có các thành tựu trong lĩnh vực quân sự, mà việc làm chủ công nghệ robot trong lĩnh vực khoa học đời sống cũng có những thành tựu rất đáng khích lệ. Vào tháng 4 năm 2021, khi mà tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đột xuất phòng chống dịch COVID-19, các nhà khoa học của Học viện Kỹ thuật Quân sự trực thuộc Bộ Quốc phòng đã triển khai đề tài nghiên cứu chế tạo robot y tế vận chuyển trong khu vực cách ly bệnh truyền nhiễm có nguy cơ cao chưa đầy 3 tuần sau khi phát động đề tài. Sản phẩm robot V-Boost 1A đã được ra đời và có thể ứng dụng tại các khu cách ly y tế để hỗ trợ các y bác sĩ trong quá trình chăm sóc người bệnh. Loại robot này đã có màn trình diễn tính năng tự động vô cùng ấn tượng khi di chuyển từ vị trí tập kết đến điểm nhận thuốc và đưa đến các cửa buồng bệnh, mời người bệnh ra nhận thuốc và nói cảm ơn, chúc sức khỏe người bệnh.
Trong quá trình di chuyển, robot tự động phát các bài hát cổ động về phòng chống COVID-19 và yêu cầu xin tránh đường khi phát hiện có người đi phía trước. Ngoài ra, nó cũng chở thùng rác đến tận cửa các phòng bùng bệnh, dừng lại để người bệnh bỏ rác vào thùng và sau đó là mang đến điểm tập kết rác. Khi hết nhiệm vụ, nó sẽ tự động trở về điểm chờ. Một số người bệnh tham gia buổi chạy thử cho biết cách thao tác rất đơn giản. Khi robot dừng trước cửa, người bệnh mở ngăn đựng thuốc và lấy thuốc. Sau đó, chỉ việc ấn vào chiếc nút màu xanh thì nó sẽ chủ động đi sang buồng bệnh kế tiếp. Điểm đáng chú ý là robot này cho phép người bệnh giao tiếp với bác sĩ từ xa. Người bệnh nghe rõ và trả lời các câu hỏi của bác sĩ. Cách khu bùng bệnh khoảng 150m là trung tâm điều khiển với các máy tính được kết nối để điều khiển robot từ xa. Đây là nơi các kỹ thuật viên ra lệnh cho nó giao thuốc, nhận rác, đồng thời cũng là nơi bác sĩ, người nhà, người bệnh theo dõi, trò chuyện với người bệnh thông qua robot nhằm hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp. Các bạn thân mến, có thể nói Việt Nam luôn không ngừng và có nhiều biến chuyển nổi bật để sánh vai với các cường quốc Nam Châu và chúng ta có quyền tự hào về những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được.